xe đạp phích kia giá hơn 3 triệu, bà có đồ đĩa 48T. Tin tưởng mơ, hóa ra nó có. Đây, Kalai C100. Kalai C100, chiếc xe gọi là giá tiểu học nhưng cấu hình hơi không tiểu học mấy. Đầu tiên em này được sở hữu khung nhôm rất là nhẹ nha. Đi đông thì cái đông 31.8 rất là cảm giác rất là thể thao. Ao này. Rồi, về bộ chuyển động của em này thì em này đặc biệt là được trang bị đủ đĩa 48T 5 chấu của nhà Kalai. Xích thì là xích hạt đậu thần. Đây, anh em thấy đây là lip 17T nhá, lại là hạt đậu thần nữa. Và em đang điểm đặc biệt nhất ấy, là một con xích kia bánh rất là lớn, 700 nhân 28C, rất là lớn. Em thấy không, bánh rất là lớn nhá. Đấy, lớn chưa? Đấy, lớn như thế này thì đặc biệt là êm ái. Vào ổ gà ổ voi thì tạch 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 tạch, không như mấy ông kia là đấy. Thế là xong, bạn mua hai quả trứng cút. Với cấu hình cơ bản phía trên thì anh em nghĩ giá này bao nhiêu? Con này giá cũng tầm chung chung thôi. Anh em nào muốn tham khảo xe thì hãy để lại bình luận cho kênh, mình sẽ tư vấn nhiệt tình cho các anh em. Xin cảm ơn anh em.